Xin chào cả nhà yêu. Các bạn ơi, các bạn đang làm gì đó? Ok, hôm nay bà làm cái video clip này để nói về một cái chủ đề và một cái vấn đề. Đó, có rất là nhiều vấn đề trên thế giới này. Bảo chưa kịp nói, ngày nào Bảo còn still alive thì ngày đó Bảo vẫn nói. Homie homie ho. Oh 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 oh. Chủ đề hôm nay á, là chủ đề những câu hỏi bá đạo của người lớn khiến cho những người con nít, những cái đứa trẻ mộng mơ tuổi teen, teenager, trẩu tre của chúng mình cảm thấy khó chịu và cảm thấy hơi bực mình một chút bởi vì những câu hỏi tí là xuất phát không có ý gì cả mà cũng không biết chắc là có ý gì hay không, nhưng đa phần là ngày Tết hoặc là những cái ngày mà cái dịp mà sum họp thì gọi là những cái người mà gọi là ngoài ba mẹ mình đó, có thể là cô dì chú bác hay là hàng xóm, thậm chí là hàng xóm, nhưng mà đa phần là những cái neighborhood đó mọi người, những cái người hàng xóm mà hỏi đó thì cái độ sân si nó hơi cao. Thì chủ đề blog của ngày hôm nay đó chính là những câu hỏi của người lớn mà khiến chúng ta khó chịu và cách để giải quyết những cái câu hỏi đó. Theo Bảo á, thì cái câu hỏi đầu tiên đó chính là con có người yêu chưa? Mình mà trả lời chưa là nói là tới tuổi này rồi mà chưa có người yêu. Mà mỗi lần á là mỗi lần mà Bảo nhận được những cái câu hỏi mà có người yêu chưa á, từ những cái người mà kiểu như là bạn bè của mẹ Bảo hoặc là những cái người hàng xóm đi ngang qua, ấy chào chị, là nói chuyện với mẹ Bảo, ồ thì cứ nói chuyện với mẹ Bảo đi, bà chỉ ngồi kế bên thôi mà, bà đâu có làm gì đâu mọi người, trời ơi bà chỉ ngồi kế bên thôi. Cái hả cũng nói ủa con trai chị hả, trời ơi con có người yêu chưa, what the hell, what the hell, trời đất ơi con có thể nào mà chiều con ra được không cô hả cô. Chịu cũng ra đi cô ơi. Cái gì vậy? Kiểu như là không có chuyện gì để nói mà cũng kiểu như là nhạt quá đó mọi người. Thì lâu lâu gặp nhau thì chào hỏi thôi thì mình cũng đâu có phải vấn đề gì đặt nặng đâu, nhưng mà cứ chào hỏi mẹ mình đi, mình ngồi kế bên thôi, mình có thật mình cũng chào cô lại rồi mà. Cô như đó chưa đủ với cô sao? Cô muốn thân thiết hơn nữa à? Muốn trở thành slow friend với con ư? Còn không muốn làm BFF với cô đâu nha. Thì các bạn biết đó, thì cứ hỏi là như vậy. Mỗi lần mà Bảo nhận được những cái câu hỏi như vậy á, nhưng mà bây giờ Bảo vẫn còn thấy Bảo còn nhỏ nha mọi người. Tuy rằng gọi là bây giờ Bảo ở cái độ tuổi của Bảo cũng rất là lớn rồi, tới bây giờ luôn, từ lúc Bảo còn nhỏ tới giờ mà nhận được những câu hỏi đó, Bảo vẫn cảm thấy rằng ủa cô chú nghĩ con dâm lắm hay sao? Con phải có người yêu. Lúc đó là Bảo còn rất là nhỏ. Thì mỗi lần mà Bảo nhận được câu hỏi như vậy là có người yêu chưa hay gì, có muốn lấy vợ hay không á, Bảo cảm thấy là giống như là người ta đang nghĩ Bảo rất là dâm á. Kiểu Bảo cực kỳ khó chịu luôn. Kiểu mà Bảo nghĩ trong đầu con đâu có dâm đâu. Tại vì nè, trong đầu Bảo lúc đó đó là con nít, cho nên mà mỗi lần mà nghĩ người ta hỏi câu đó thì những cái việc mà có người yêu hay là đám cưới hay là có lập gia đình á thì là dành cho người lớn. Mà nếu mà là con nít á mà giờ đó mà làm cái việc đó, cưới hay là có người yêu á thì nó rất là dâm. Bảo lúc đó là đầu óc của Bảo là con nít thì nó chỉ nghĩ được như vậy thôi. Bảo nghĩ là ủa cô chú nghĩ con rẻ tiền như vậy sao, kiểu như là kiểu như là bà lúc đó là bà cũng như là một hoàng tử đó mọi người, hoàng tử cát trắng mọi người, so fancy. Trời ơi các bạn thấy mọi thứ đẹp đẽ vậy thôi chứ hả, là con nhỏ lộn con beo ngồi góc này liếm chim đó là lý do khó chịu khi mà được nhận những câu hỏi đó. Bảo nói thiệt với các bạn, nếu mà các bạn trả lời là không chưa, các bạn khó chịu với câu hỏi đó mà các bạn còn trả lời mà kiểu hả sao cô lại hỏi như vậy, chưa con còn nhỏ cô hỏi vậy kỳ quá à, là nói với các bạn nghe cái sự mà cái sự chọc của cái người hỏi câu đó sẽ tăng cao gấp 10, gấp 20 lần. Trời ơi, cảm thấy mình là kiểu giống như là mình bị ghẹo á, kiểu mà mình bị ghẹo cái mình quê á, cái mình nói vậy á, cái là mình lại càng bị ghẹo hơn nữa. Thôi đừng có nói dối cô, thôi được con đừng có nói dối cô, con có người yêu rồi đúng không, con giấu đúng không, không sao đâu, mẹ con không đánh con đâu, có người yêu rồi cái gì, sao rồi, hôn chưa, nắm tay chưa, thôi hôn chưa nắm tay chưa là cái gì. Bạn thấy không, các bạn thấy không, hỏi sao mà con nít bây giờ nó không lớn nhanh. Người lớn mà hỏi mấy câu đó với một đứa trẻ thơ, may mắn là Bảo vẫn giữ cái độ trong sáng ngây thơ của mình tới bây giờ đó mọi người. Rồi tới bây giờ sau khi mà Bảo lớn lên rồi thì Bảo nhận được những cái câu hỏi về chừng nào cưới vợ, chừng nào đưa thiệp cho cô ơi, từ khi cô nhỏ tới bây giờ cô vẫn không có thể nào mà bỏ được những cái câu hỏi mà về quan hệ gia đình hả cô, những cái câu hỏi đó tới giờ bà vẫn hỏi những câu hỏi đó, thiệt sự thật thấy mình tức. Cô hỏi là bây giờ nói thiệt luôn là nếu mà bây giờ con đám cưới thì cô nhắm là cô đi được bao nhiêu tiền hả, thì con tổ chức
cô nhắm cô đi mà cô trả được một nửa tiền đám cưới không thì con tổ chức. Thật sự là tới bây giờ mình cảm thấy là việc là độc thân là nó rất là vui đó mọi người, thiệt sự. Tự nhiên đeo cái còng vô cổ mình chi vậy? Làm vậy chi? Trời đất ơi, không, không thích. Bảo là chỉ thích chung tăng vui vẻ và thích chơi với bạn bè. Có những cái người á mà kiểu giống như là khi mà sinh ra người ta sẽ nặng một cái gì đó, ví dụ như là nặng tình tình yêu á, là đỉ nhi á, đỉ Lý Phụng Nhi là nó nặng tình yêu. Còn Bảo á, là Bảo nặng tình bạn, là Bảo chỉ thích chơi với bạn bè thôi. Bảo bị gọi là giống như là bị nghiệp với bạn bè á, cho nên cứ gọi là đi lãng vãng theo mấy đứa bạn mình thôi. Rồi có người nặng thì nặng tình cảm gia đình, thì người ta phải xoay quanh tất cả mọi cái thứ. Có người thì nặng tình động vật, tình đồng chí, rồi hả, tình anh, tình em. Nói chung là mọi người sẽ có một cái nặng tình khác nhau. Cho nên hỏi như vậy làm gì? Bảo không hiểu. Bảo thật sự không muốn hiểu. Thì kiểu vẫn còn cái suy nghĩ đó. Thì bây giờ là nếu mà cứ ai hỏi Bảo câu đó thì Bảo cứ nghĩ rằng người ta nghĩ Bảo dâm. Bảo không muốn người ta nghĩ Bảo dâm, hiểu không? Bảo không muốn. Cái cách mà để các bạn có thể mà vượt qua cái điều đó thì các bạn cứ bình thường, đừng có tỏ ra là không có cắn là không nha mấy con này. Nó còn nhỏ nha Beo. Nó còn nhỏ nha Beo. Hello mọi người, đây là bông xuôn nha mọi người. Con Beo nó cứ muốn chịch con bông xuôn vào luôn á. Cứ tỏ ra không có gì, đừng có tỏ ra cái gì mà khó chịu. Hay cũng đừng có nói là đừng có hỏi vậy. Kiểu mà các bạn càng làm á thì người lớn sẽ càng chọc các bạn á. Các bạn cứ thể bình thường không? Còn cảm thấy là mình quá đẳng cấp, quá thời thượng, quá royal. Con nghĩ là không ai hợp với con hết. Và tới bây giờ thì con vẫn còn nhỏ, con cảm thấy là con muốn có người yêu, con muốn lập gia đình. Đàn ông phải có sự nghiệp trước, sau đó mới nghĩ tới lập gia đình. Cho nên là con mong sao cô đừng hỏi con câu đó, bởi vì chưa chắc năm sau con đã có tiền. Chưa chắc gì năm sau con đã được trả lương đúng tháng. Câu hỏi tiếp theo từ nhỏ Bảo cũng cực kỳ gọi là khó chịu. Đó chính là học kỳ 1 con chỉ học sinh gì? Con chỉ học sinh gì đâu có cần em biết. Con chỉ học sinh gì đâu có cần em biết. Hỏi chi vậy trời? Hỏi chi vậy? Trời ơi, hỏi có rất là nhiều người hỏi mẹ Bảo câu đó luôn á. Bảo nhớ lại cái chuyện đó mà Bảo tụt đường huyết luôn các bạn. Để từ từ Bảo đợi đường lên xong nói chuyện tiếp. Cay nhất là cái vụ hôm đó hè mình đi chơi, mình phải được đi chơi. Thì mình ngồi với mẹ mình, hiểu người đi ngang qua hỏi là ủa chị, năm nay con chị học sinh gì? Trời, what the hell? Trời ơi, các bạn đang đúng vui luôn á. Các bạn mà kiểu như là mẹ của Bảo đang rất là vui vẻ và Bảo cũng đang rất là vui vẻ, kiểu là Bảo đi chơi thì nọ. Nhưng mà khi mà hả có người hỏi câu đó thì tự nhiên mặt mẹ Bảo biến sắc luôn mọi người. Nhớ lại chuyện, trời ơi đừng có khơi chuyện. Nhớ lại chuyện xong kiểu giống như là các bạn biết chuyện gì tới rồi sẽ tới chứ gì. Mình đã nói rồi, mình cực kỳ ghét câu đó luôn. Không có câu nào hỏi hả? Sao không hỏi là con chị có thích cái gì không để em mua cho con chị. Hỏi con đó thấy thiết thật hơn đó. Hỏi con đó thấy kiểu giống như lạ hả, mình thích hơn. Thí dụ á, mà cái năm đó, cái học kỳ đó mà mình đạt được một cái thành tích nó cao á thì không nói. Nhưng mà mình lỡ mà mình đạt cái thành tích nó thấp á, trời đất mẹ ơi, Mình ăn cho đủ. Trời ơi, con cảm ơn cô, con trân trọng. Khoanh hai tay lại, con cảm ơn cô đã hỏi cô đó, nhắc lại cho mẹ con nhớ là con là con bị làm, con bị chửi nữa. Khi mà ai nó hỏi câu đó là Bảo bắt đầu ở đây Bảo đánh từng số rồi, Bảo run sợ rồi mọi người. Bảo khiếp sợ, khiếp đảm đó mọi người. Bảo nghĩ là chết rồi, khi mà người này bỏ đi một cái thôi là mình sẽ không còn gì cả. Trời đất mẹ ơi, Tại sao đi gan thôi rồi đi luôn đi, còn ở lại hoành lại quăng trong cái bơm vậy trời đất ơi á. Thì nói thẳng ra là khi mà cái này á thì các bạn sẽ không có được một cái gì gọi là trợ giúp đâu. Nhưng mà kiểu mình không hiểu học sinh gì, hạnh kiểm gì, nó có quan trọng bằng nhân cách của một người học sinh, nó có quan trọng bằng nhân cách của một người con nít không? Cô à, con xin nói với cô một lời lẽ trân trọng nhất, đó chính là cái quan trọng ở đây không có phải là học sinh gì hay là hạnh kiểm gì, được tặng bằng khen gì, được thưởng bao nhiêu cuốn tập, mà cái quan trọng ở đây đó là nhân cách của một người học sinh. Really nigga? Đó là nhân cách của một người con nít. Không thể nào mà đánh giá một người học sinh qua một cái hạnh kiểm hay là qua một cái học lực hết. Hãy đánh giá nhân cách của một người học sinh
qua cách thể hiện của anh ta. Mà nếu anh ta thể hiện không tốt thì sao mà anh ta bị hạnh kiểm yếu ta trời. Nói chuyện trong lớp thôi đó. Kiểu như là học sinh thì tất nhiên mình phải quậy rồi. Thì bảo nói chuyện nhiều quá mà các bạn hiểu không? Không có quý lộn nha má, mà chỉ nói chuyện nhiều thôi mà cũng bị hạnh kiểm yếu nữa má. Sáng bị hạnh kiểm yếu chứ không phải là bị hạnh kiểm yếu đâu. Vì Bảo vẫn được hạnh kiểm khá. Mà cô Bảo hù Bảo vậy thôi. Nhưng mà cô Bảo thương Bảo lắm. Trời, Bảo nói mà thì bị Bảo chỉ bị cái là nói nhiều trong lớp thôi mọi người, chứ Bảo dễ thương lắm á. Xoay quanh những cái câu hỏi đó thì còn một cái câu hỏi nữa mà mình cảm thấy là hình như cái câu hỏi này bây giờ lớn lên mình mới gặp, đó là dạo này con làm nghề gì, con làm cái gì, lương tháng nhiêu. Thiệt sự là làm con làm nghề gì, con làm cái gì thì nó không có quan trọng. Cái mà muốn nói ở đây á là con làm nghề gì, lương tháng bao nhiêu nó không có quan trọng, nhưng mà cái quan trọng á, cô là hàng xóm, cô là neighborhood. Mà cô chạy lại cô hỏi con câu đó thì con trả lời cho cô rồi. Cô nói trời ơi vậy là con không bằng con cô rồi. Là sao? What the fuck? Trời ơi con hết bị mẹ con so sánh với con người ta rồi. Bây giờ con lại bị cô so sánh với con nhà cô. Trời ơi con nhà cô nghĩ con nhà cô là ai vậy? Trời đất mẹ ơi. Kêu nó đi bước ra đây nói chuyện với con nè. Tự nhiên Bảo nói cho nghe xong cái hả kêu là trời ơi vậy là con không bằng con nhà cô rồi. Con nhà cô giỏi lắm, đi học. Đi vô học các nước cứ có tiền là đi học được à cô. Chưa chắc nó được học bổng nữa, cứ có tiền là đi học được thôi. Đi học cái này, học cái kia xong mà nó về đi về nè, này nó đi làm công ty với người ta, cái nó lương tháng được mấy ngàn đô. Có nổ quá không vợ? Có nổ quá không vợ? Thằng đó tôi biết, thằng đó tôi học chung với nó tôi biết, nó học ngu còn hơn tôi nữa. Mà Bảo cực kỳ khó chịu luôn á. Tự nhiên mà kiểu như là những cái người đó người ta muốn khoe con. Thì người ta hả cứ đúng rồi, khoe con là phải khoe với mình, nhưng mà kiểu mà so sánh mình vậy thì kiểu không tôn trọng mình đó mọi người. Hey, I still alive, tôi còn sống mà, tôi còn sống mà, sao tự nhiên vậy, tôi đứng trước mặt luôn mà sao tự nhiên nói như tôi là người vô hình, người tôi là người không có đây vậy, trời nói như nói xấu luôn á má. Mà con của cô như thế nào? Huệ mở con cô chứ. Ủa I don't care, trời tự nhiên liên quan gì, cuộc sống của nó là cuộc sống của nó, cuộc sống của con là cuộc sống của con. Con có hôi nách thì nó cũng đâu có cho tiền con chị hôi nách. Con có ăn được bữa cơm của cô ngày nào đâu, cô so sánh như vậy. Cô thấy cô vô duyên không vậy? Mà mấy cái bà đó là không bao giờ bỏ có duyên được. Mấy bà đó không bao giờ. Kiểu mà mấy bà chỉ muốn khoe con mấy bà thôi. Và khi mà khoe con mấy bà thì mấy bà phải dìm con khác xuống. May là lúc đó là không có mẹ Bảo đó, là Bảo chỉ có ở chỗ đó. Là Bảo ngày hôm đó xui xui Bảo đứng đó ở chơi mọi người. Bảo đứng đó hey. Bà đứng ở chơi á, xong rồi Bảo bị dính đạn luôn à. Nhưng mà thôi bà cũng không mét mẹ Bảo đâu, mất công có chuyện. Hay là mẹ Bảo không đứng đó, may cho cô đó. Cô đi ngang thôi, cô đi luôn đi. Trời đất ơi. Song song tới cái việc mà hỏi có người yêu hay chưa các bạn, mình quên nói, đó chính là mẹ mình và cái người đó tự động làm mai làm mối cho mình luôn. Kiểu mình rất là mệt luôn á. Mà làm mai làm mối ở đâu xa xa đi ở bên ở đâu á, mà ở tuốt bên Mễ hay là ở đâu, ở bên đâu đó đó xa là xa đi, mình cũng nói trời ơi làm mai ngay trong sớm luôn mọi người, mà làm ngay cái con nhỏ mình ghét luôn mọi người. Mà bả đó, bả là mẹ con nhỏ mình ghét luôn á mọi người. Cái nó là thôi kiểu như là thôi tôi với chị làm suya đi. Cái gì vậy? Không bao giờ nè, không bao giờ nha. Nhưng mà bả không bao giờ dám nói ra mọi người, bả chỉ im lặng và nói là trời có nghĩ gì vậy trời. Trời con nghĩ gì vậy trời, con nhỏ đó mà có tư cách gì mà chiếm lấy thân xác này của con. Con cảm thấy rất là mệt mỏi khi mà mình bị gọi là đem đi rao bán. Có một lần mình ở chỗ chui vô trong nhà mình buồn, mình lệ rơi luôn mọi người. Có một lần mình chui trong nhà mình buồn, mình lệ rơi luôn, mình không thích điều đó tí nào. Ok, video hôm nay của Bảo tới đây là đã hết rồi. Nếu các bạn thích video này đừng quên nhấn một like cho Bảo và hãy subscribe channel cho Bảo, ủng hộ Bảo nhé. Và các bạn ơi, các bạn có thể follow Bảo tại Instagram @bảo.kinket95. Và các bạn cũng có thể follow Bảo tại Facebook, đó là Chu Hoài Bảo. Tất cả mọi link Bảo sẽ để ở dưới phần description box, đó là phần mô tả, các bạn có thể vào đó click vào link để follow cho dễ hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem hết video này. Chúc các bạn có một buổi sáng vui vẻ.